Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một đề mà cô đã cập nhật được những cái tinh thần mới nhất theo cái đề minh họa của Bộ vừa với công bố ngày mùng 6 tháng 12 năm 2018 để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia năm 2019 của chúng ta. Và cô cùng các em sẽ lần lượt đi vào từng phần. Theo cấu trúc của đề thì chúng ta sẽ có hai phần cơ bản, đó là phần đọc hiểu và phần làm văn. Và trước hết chúng ta đi ở phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu hôm nay cô đưa một ngữ liệu đó là một đoạn trong truyện ngắn Con sẻ của nhà văn Nga. Tốt ghê nhé. Trước hết các em nghe cô đọc một lần. <laughs> con sẻ, tôi đi săn về và đi dọc lối vào vườn. Con chó chạy trước tôi, chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng như đánh hơi được vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ, nó rơi từ trên tổ xuống. Con chó săn lại gần, chậm rãi, bỗng một con sẻ già có bộ ức đen nhánh từ một cái cây gần đó lao xuống như một hòn đá ngọn ngay trước mõm nó lông dựng ngược thét lên một tiếng tuyệt vọng và thảm thiết con sẻ nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng con sẻ già lao đến cứu con thân mình nó phủ kín sẻ non nhưng cả người nó run lên vì khiếp sợ cái giọng nhỏ bé của nó nghe hung dữ và khản đặc nó tê dại đi vì hãi hùng nó sẽ hy sinh trước mắt nó là một con quỷ khổng lồ Dẫu sao thì xẻ già vẫn có thể nấu kín trên cành cây cao và chắc chắn kia Xong, một ý, một sức mạnh lớn hơn ý muốn của nó đã cuốn nó xuống đất Con chó của tôi dừng lại và lùi Phải hiểu cho nó, nó cũng biết là đằng trước nó có một sức mạnh Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy Và tôi lánh xa, đồng l... lòng đầy thán phục Vâng, lòng tôi đầy thán phục khi xin bạn chớ cười Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia trước tình yêu của nó. Chuyện ngắn Ivan Tuốc Ghê nhé, nhà xuất bản văn học. <laughs> Bây giờ cô cùng các em sẽ, sau khi chúng ta đã nghe, cô đọc một lần cái trích đoạn trong chuyện ngắn con sẻ của Tuốc Ghê nhé. Và các em cũng đã đọc theo cái cái bản in mà các em đã đao về để in cái đề mà chúng ta đã công bố. Thì bây giờ chúng ta đi lần lượt và từng câu hỏi là cô sẽ hướng dẫn các em trả lời những câu hỏi đọc hiểu ở đây. Theo như cái đề minh họa của bộ gần đây nhất thì chúng ta có thể thấy rằng là cả bốn câu hỏi đọc hiểu này đều tập trung vào giúp các em những cái thao tác để có thể đọc và có thể hiểu. Đầu tiên là nhận biết, sau đó là thông hiểu và cuối cùng là vận dụng. Nhận biết những cái tín hiệu nội dung của đoạn trích. Thông hiểu những cái giá trị nội dung của đoạn trích và cuối cùng là vận dụng để tìm ra được những bài học những thông điệp những suy ngẫm nhé thế thì lần lượt chúng ta đi vào từng câu hỏi câu hỏi thứ nhất đó là đoạn trích kể lại câu chuyện gì về con sẻ già như vậy ta đi vào câu hỏi thứ nhất một đoạn trích kể lại câu chuyện gì về con sẻ già các em có thể cùng cô quan sát cái câu hỏi này đoạn trích kể lại câu chuyện gì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng đây là một câu hỏi thuần túy mang ý nghĩa nhận biết ừ. mang tính tính chất nhận biết chúng ta chỉ cần đọc lại toàn bộ cái đoạn trích này một cái ngữ liệu rất ngắn đúng không nhỉ và chúng ta có thể thấy rằng câu chuyện của con sẻ già đây là gì một yêu cầu nhận biết cực kỳ đơn giản chưa cần phải nghĩ gì cả à, chúng ta có thể dừng lại như ở mức độ là chúng ta kể lại cho mọi người nghe một cách vắn tắt nhất tóm tắt nhất thậm chí trong một câu thôi à, chuyện con sẻ nói về cái gì đấy à đó là con chuyện về con chim sẻ già con chim sẻ mẹ nó cứu con nó nó bảo vệ an toàn cho con nó thế thôi Ừ. Thế là sao Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là Cái yêu cầu trả lời chỉ cần trả lời lại là gì Đó là chuyện toàn bộ Cái đoạn trích này kể lại chuyện Sẻ mẹ Bất chấp nguy hiểm Chúng ta thấy rằng là Qua cái đoạn mà cô vừa đọc Thì thấy rằng con sẻ già nó run lên Nó kêu thảm thiết và tuyệt vọng Cái tuyệt vọng cho thấy rằng nó hiểu rằng Nó có thể sẽ chết Chết ngay sau đó rồi Ừ thế nhưng nó bất chấp nguy hiểm bất chấp cái hy sinh tính mạng nó đứng trước cái mõm của con chó săn đầy răng lởm chởm và nó xù cả người lên để nó che kín cái thân hình bé bỏng à, thân yêu của đứa con thì như vậy ở đây câu chuyện cái chuyện ngắn con sẻ này kể về cái gì về chuyện sẻ mẹ bất chấp nguy hiểm tính mạng thậm chí là sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an toàn cho con hoặc là có thể nói rõ cho sẻ con như vậy là chúng chúng ta đã tóm tắt toàn bộ cái đoạn trích này tóm tắt lại toàn bộ cái câu chuyện con sẻ của nhà văn Ivan Cương nhé trong một câu đây là câu chuyện kể về sẻ mẹ bất chấp nguy hiểm sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an toàn cho đứa con của nó, cho con sẻ con. Thế thôi nhé. Và câu hỏi này các em được 0,5 điểm. Một câu hỏi nhận biết. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Tác giả đã miêu tả sự sợ hãi của chim sẻ già và sự bối rối của chó săn khi chúng đối diện với những sức mạnh từ đối phương. Hãy so sánh hai nguồn sức mạnh của chim sẻ và chó săn. Như vậy ở đây chúng ta thấy là câu hỏi này nói về hai nguồn sức mạnh. Tác giả đã miêu tả sự sợ hãi. Nhưng ở đây có một điều rất lạ đó là sự sợ hãi không chỉ của chim sẻ mà thậm chí là chó săn cũng sợ hãi. Chúng ta thấy rằng con chó của tôi dừng lại và lùi. Khi nào mà con chó săn giữ tợn như thế, lùi nó dừng lại, nó không tấn công nữa, nó không tiến lên nữa và thậm chí nó lùi lại. Đó là một sự sợ hãi. Nhưng mà nó sợ hãi cái gì? À, tất cả những kể cả người hay con vật, người ta sợ hãi là sợ hãi những sức mạnh ừ, có thể đe dọa họ. Thế thì ở đây ta hãy xem xem là con chó săn sợ hãi cái gì, con chim sẻ già sợ hãi cái gì và ta so sánh hai cái sức mạnh ấy ừ, nhé. Thế thì ở đây thứ nhất là nguồn Sức mạnh thứ nhất là sức mạnh của chó săn. Chúng ta thấy rằng đây là cái con chó săn mà nó có một cái mõm há rộng đầy răng. Một con chó săn to lớn. Và vì thế cho nên cái sức mạnh của nó khiến cho con sẻ già run rẩy Toàn thân run rẩy và thét lên những tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng. Rất dễ hiểu. Đó là sức mạnh sức mạnh thể lực. Từ thể lực. Hay ta gọi là cái sức mạnh vật chất. Và bản năng săn mồi. Bởi vì không phải cái con vật nào, không phải đối tượng nào mà có sức mạnh thể lực, nó cũng có cái sự đe dọa. Ừ mà ở đây nó còn thêm một cái sức mạnh nữa một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp đó là sức mạnh của bản năng săn mồi chó săn là một loài mà nó có cái bản năng săn mồi và vì thế cho nên kết hợp cả cái sức mạnh thể chất tức là sức mạnh về vật chất về thể lực và cái sức mạnh của bản năng săn mồi nó tạo ra một cái sức mạnh khủng khiếp và nó uy hiếp ừ, hai mẹ con sẻ sẻ già và sẻ non và đặc biệt đó là con sẻ già con sẻ già nó sợ hãi hơn bởi vì nó ý thức không chỉ cái cái sự nguy hiểm cho tính mạng của nó mà quan trọng nhất thiêng liêng nhất với nó lúc bấy giờ đó là tính mạng của đứa con của con sẻ non đang run rẩy nhé thì như vậy thứ nhất cái nguồn sức mạnh thứ nhất mà khiến cho sẻ già run rẩy sợ hãi đó là sức mạnh của chó săn sức mạnh vật chất thứ hai nhưng mà ngược lại ta thấy là chó săn cũng dừng lại không dám bước tiếp và thậm chí là lùi như vậy chứng tỏ là con sẻ bé bỏng kia cũng có một sức mạnh và ta hãy xem nó là sức mạnh gì. Ở đây, sức mạnh của sẻ già. Một con chim sẻ bé nhỏ, bằng bàn tay. Chắc chắn không có được cái sức mạnh thể lực hay là sức mạnh vật chất. Vậy thì cái điều gì đã khiến cho con chị con chó săn phải lùi lại? chúng ta có thể thấy là sẻ già lao tới cứu con thân mình phủ kín sẻ non và đặc biệt là cái giọng của nó cái giọng của nó khản đặc hung dữ nó có cả cái tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng của cái bản năng sợ hãi bản năng sinh tồn nhưng nó cũng có một cái tiếng kêu nữa đó là hung dữ và khản đặc và qua cái hung dữ và khản đặc của cái âm thanh phát ra từ cái cổ từ cái họng bé nhỏ vô cùng của con chim sẻ bé nhỏ ấy ta có thể cảm nhận rằng nó sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể bảo vệ cái sinh mệnh nhỏ bé thân yêu trong lòng nó đó là trẻ non thế thì sức mạnh của trẻ già là gì nếu như không có sức mạnh vật chất không có sức mạnh thể lực tất nhiên sẽ chỉ có một nguồn sức mạnh thôi đó là sức mạnh tinh thần mà sức mạnh tinh thần ở đây cụ thể là gì đó là cái sức mạnh bản năng của bất kỳ người mẹ nào của bất kỳ loài nào trên đời này khi bảo vệ những đứa con, ừ, bản năng của tình mẫu tử. Nếu như chó săn có một cái bản năng là săn mồi thì mọi con vật trên đời này không chỉ riêng con sẻ già đâu, à, có một cái bản năng, có một cái sức mạnh bản năng tiềm tàng mãnh liệt nhất, đó là cái bản năng bảo vệ con của mình bản năng của tình mẫu tử. Thế bây giờ chúng ta sẽ so sánh. Khi mà chúng ta đã lý giải được hai cái sức mạnh này rồi thì bây giờ cái việc rất giản đơn đó là ta so sánh. Thế thì hai nguồn sức mạnh này ở đây yêu cầu của đề đó là hãy so sánh hai nguồn sức mạnh của chim sẻ và chó săn. Ta đã chỉ ra được hai nguồn sức mạnh và bây giờ ta so sánh nó. Quả thật không hề khó khăn. Đúng không? Nếu như ta căn cứ vào diễn biến của câu chuyện, một câu chuyện rất ngắn rất sinh động Thì ta thấy rằng là sẻ già lúc đầu sợ hãi vô cùng ừ. Thật ra không chỉ lúc đầu mà từ đầu đến cuối nó sợ hãi Bởi vì nó sợ hãi trước cái sức mạnh khủng khiếp của con chó săn Có một cái thể lực to lớn, có một cái mõm há rộng đầy răng Và có một cái bản năng sinh, săn mồi ừ. Đáng sợ nhất Thế nhưng cuối cùng ta thấy rằng là Con sẻ già dù sợ hãi Nó vẫn đứng đó để xù rộng cái cái ừ hai cánh ra để bảo vệ con nó còn chó săn sợ hãi dừng lại và lùi và cuối cùng theo cái hiệu lệnh của người chủ chó săn đã nhường hẳn nhường bước hẳn trước cái sức mạnh đáng kính trọng của con sẻ già thế thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là trong những cái tình huống cụ thể trong những hoàn cảnh cụ thể hình như cái sức mạnh tinh thần còn có một cái giá trị lớn lao hơn có một cái sức mạnh khủng khiếp hơn kể cả so với cái sức mạnh vật chất đáng sợ nhất. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy rằng trong cái tình huống mà có một cái sự đe dọa nguy hiểm cho tính mạng của đứa con của mình thì sẻ mẹ đã chứng tỏ sức mạnh tinh thần còn lớn hơn cả sức mạnh thể chất. Nhá. Thì như vậy là cô đã hướng dẫn cho các em trả lời cái câu hỏi số 2. Bây giờ sang câu hỏi số 3. Bây giờ chúng ta sang câu 3 trong câu văn Xong một sức mạnh lớn hơn ý muốn của nó đã cuốn nó xuống đất Nhà văn muốn đề cập đến ý muốn và sức mạnh nào của con sẻ già trước tình huống khó khăn nguy hiểm nhất Tức là tình huống là đứa con từ trên cây, từ ở cái tổ trên cây rơi xuống đất Và oái oan thay là rơi đúng ở trước mõm của con chó săn Đấy là tình huống, một cái tình huống nguy hiểm Đầu tiên là nguy hiểm cho con Và sau khi Sẻ mẹ lao từ trên cây xuống thì nguy hiểm cả cho hai mẹ con như vậy ở đây nhà văn có nhắc đến cái ý muốn và cái sức mạnh chúng ta hãy cùng lý giải ở đây xong một sức mạnh lớn hơn ý muốn của nó đã cuốn nó xuống đất thứ nhất là ý muốn và thứ hai là sức mạnh <laughs> chúng ta hãy nghe lại cái câu văn trước đó <laughs> dẫu sao thì sẻ già vẫn có thể nấu kín trên cành cây cao và chắc chắn kia như vậy ở đây con chim sẻ nhìn thẳng vào con chó săn và nó hiểu rằng nó sẽ hy sinh rất đơn giản lý do rất đơn giản bởi vì trước mắt nó trước mặt nó đối diện với nó là con chó săn to lớn khổng lồ mạnh mẽ với cái mõm há đầy răng nó biết nó sẽ hy sinh nó sẽ chết. Và nó nhìn lên cái cành cây. Dẫu sao thì sẻ già vẫn có thể nấu kín trên cành cây cao và chắc chắn. Vậy thì ở đây phải chăng trong tiềm thức mang tính bản năng. Nó có một cái ý muốn. Đó là sự an toàn. Cái ý muốn bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình. Đó là ý muốn mang tính bản năng. Mà bản năng này không chỉ riêng con sẻ già. Mà tất cả mọi loài muôn loài và trong đó không loại trừ con người. Tất cả chúng ta khi đối diện với nguy hiểm thì một cái ý muốn mang tính bản năng nhất của chúng ta là phải tìm kiếm cái sự an toàn, bảo vệ sự an toàn cho chính mình. Thì như vậy ở đây ý muốn bản năng đó là có thể náu kín trên cành cây cao và chắc chắn để có được sự an toàn. Thì đây là một cái ý muốn bản năng Và nó là sự đương nhiên Nó là sự bình thường Nó đã là bản năng rồi Nó là cái gì nó thuộc về Thế thì cái ý muốn mà để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình Chúng ta đừng che chê trách Hay là chúng ta đừng lý giải Đừng trách cứ Đấy là một ý muốn ích kỷ không phải Nó là cái bản năng của tất cả mọi loài trên đời này Kể cả con người Và kể cả con chim sẻ bé bọc Và kể cả con chó săn hung dữ kia tất cả đều có một cái ý muốn bản năng là bảo vệ cho sự an toàn của mình. Vấn đề là người ta sẽ xử trí với cái ý muốn bản năng ấy như thế nào, điều tiết nó ra sao, đấy mới là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái thứ hai. Câu văn. Xong một sức mạnh lớn hơn ý muốn của nó đã cuốn nó xuống đất. Con chim sẻ già lúc đầu nó ở trên cây, chỉ có con nó rơi xuống đất thôi cho nên là hoàn toàn nó có thể nấu kín ở trên cái cảnh cây cao chắc chắn để giữ sự an toàn cho chính mình thế nhưng có một sức mạnh lớn hơn cả ý muốn bản năng là gì ở đây ta hiểu rằng đó chính là sức mạnh mà chúng ta đã đề cập đến là bên trên đó lại là một sức mạnh bản năng khác nhưng đó là bản năng của tình mẫu tử một cái sức mạnh của tình mẫu tử, sức mạnh của tình yêu thương. Và cái mong muốn được bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đứa con thân yêu của mình, đứa con ruột thịt máu thịt của mình. Và như vậy ở đây, ta có thể thấy là trong cái tình huống khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, đe dọa nhất cho cả ừ, mẹ và con, và đặc biệt là cho đứa con của mình thì sẽ mẹ đã bị cuốn theo cái sức mạnh bản năng này Bản năng của tình mẫu tử Chứ không phải sức mạnh bản năng bảo vệ sự an toàn cho chính mình Và như vậy nó chính là làm nên cái vẻ đẹp Đáng ngưỡng mộ, đáng kính phục Mà khiến cho không chỉ con chó săn phải lùi lại Mà chính con người chủ của cái con chó săn ấy Cũng phải ngưỡng mộ, thán phục Con chim sẻ già bé bọc Đấy là câu hỏi thứ ba Cô đã hướng dẫn các em Bây giờ chúng ta sang câu 3 trong câu văn Xong một sức mạnh lớn hơn ý muốn của nó đã cuốn nó xuống đất Nhà văn muốn đề cập đến ý muốn và sức mạnh nào của con sẻ già trước tình huống khó khăn nguy hiểm nhất Tức là tình huống là đứa con từ trên cây, từ ở cái tổ trên cây rơi xuống đất Và oái oam thay là rơi đúng ở trước mõm của con chó săn Đấy là tình huống, một cái tình huống nguy hiểm Đầu tiên là nguy hiểm cho con và sau khi sẻ mẹ lao từ trên cây xuống thì nguy hiểm cả cho hai mẹ con như vậy ở đây nhà văn có nhắc đến cái ý muốn và cái sức mạnh chúng ta hãy cùng lý giải ở đây <laughs> xong một sức mạnh lớn hơn ý muốn của nó đã cuốn nó xuống đất thứ nhất là ý muốn và thứ hai là sức mạnh <laughs> chúng ta hãy nghe lại cái câu văn trước đó <laughs> dẫu sao thì sẻ già vẫn có thể nấu kín trên cành cây cao và chắc chắn kia như vậy ở đây con chim sẻ nhìn thẳng vào con chó săn và nó hiểu rằng nó sẽ hy sinh rất đơn giản lý do rất đơn giản bởi vì trước mắt nó trước mặt nó đối diện với nó là con chó săn to lớn khổng lồ mạnh mẽ với cái mõm há đầy răng nó biết nó sẽ hy sinh nó sẽ chết. Và nó nhìn lên cái cành cây. Dẫu sao thì sẻ già vẫn có thể nấu kín trên cành cây cao và chắc chắn. Vậy thì ở đây phải chăng trong tiềm thức mang tính bản năng. Nó có một cái ý muốn. Đó là sự an toàn. Cái ý muốn bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình. Đó là ý muốn mang tính bản năng. Mà bản năng này không chỉ riêng con sẻ già. Mà tất cả mọi loài muôn loài và trong đó không loại trừ con người. Tất cả chúng ta khi đối diện với nguy hiểm thì một cái ý muốn mang tính bản năng nhất của chúng ta là phải tìm kiếm cái sự an toàn, bảo vệ sự an toàn cho chính mình. Thì như vậy ở đây ý muốn bản năng đó là có thể náu kín trên cành cây cao và chắc chắn để có được sự an toàn. Thì đây là một cái ý muốn bản năng và nó là sự đương nhiên, nó là sự bình thường. Nó đã là bản năng rồi, nó là cái gì nó thuộc về. Thế thì cái ý muốn mà để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình. Chúng ta đừng chê chê trách hay là chúng ta đừng lý giải, đừng trách cứ đấy là một ý muốn ích kỷ không phải. Nó là cái bản năng của tất cả mọi loài trên đời này. Kể cả con người. Và kể cả con chim sẻ bé bỏ. Và kể cả con chó săn hung dữ kia tất cả đều có một cái ý muốn bản năng là bảo vệ cho sự an toàn của mình. Vấn đề là người ta sẽ xử trí với cái ý muốn bản năng ấy như thế nào, điều tiết nó ra sao, đấy mới là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái thứ hai. Câu văn Xong một sức mạnh lớn hơn ý muốn của nó đã cuốn nó xuống đất Con chim sẻ già lúc đầu nó ở trên cây Chỉ có con nó rơi xuống đất thôi cho nên là hoàn toàn nó có thể nấu kín ở trên cái cảnh cây cao chắc chắn để giữ sự an toàn cho chính mình thế nhưng có một sức mạnh lớn hơn cả ý muốn bản năng là gì ở đây ta hiểu rằng đó chính là sức mạnh mà chúng ta đã đề cập đến là bên trên đó lại là một sức mạnh bản năng khác nhưng đó là bản năng của tình mẫu tử một cái sức mạnh của tình mẫu tử, sức mạnh của tình yêu thương. Và cái mong muốn được bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đứa con thân yêu của mình, đứa con ruột thịt máu thịt của mình. Và như vậy ở đây, ta có thể thấy là trong cái tình huống khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, đe dọa nhất cho cả ừ, mẹ và con, và đặc biệt là cho đứa con của mình thì sẽ mẹ đã bị cuốn theo cái sức mạnh bản năng này Bản năng của tình mẫu tử Chứ không phải sức mạnh bản năng bảo vệ sự an toàn cho chính mình Và như vậy nó chính là làm nên cái vẻ đẹp Đáng ngưỡng mộ, đáng kính phục Mà khiến cho không chỉ con chó săn phải lùi lại Mà chính con người chủ của cái con chó săn ấy Cũng phải ngưỡng mộ, thán phục Con chim sẻ già bé bọc Đấy là câu hỏi thứ ba Cô đã hướng dẫn các em Sang câu hỏi thứ tư Hãy viết một câu ngắn gọn thể hiện ý nghĩa rút ra từ câu chuyện. Thế thì các em có thể đây là câu hỏi mang tính vận dụng. Và cái câu hỏi mang tính vận dụng này, em hoàn toàn có thể suy nghĩ về một thông điệp. Tức là hoàn toàn cái ý nghĩa rút ra từ câu chuyện, một cái ý nghĩa nào đó, một cái thông điệp nào đó, một lời nhắn nhủ nào đó rút ra từ câu chuyện. Thì có rất nhiều cách ví dụ như có rất nhiều cái ý mà có thể ta rút ra từ cái câu chuyện này ví dụ à, sức mạnh vật chất không phải bao giờ cũng là vô địch ví dụ thế thì à, đấy là một một cách hoặc là cô có thể gợi ý cho các em một cái ý riêng này ý này là ý riêng của cô cô cảm thấy là đây là ý nghĩa quan trọng nhất mà cô rút ra từ cái câu chuyện này đó là tình yêu thương có thể tạo nên những sức mạnh vô địch. Tình yêu thương có thể đem lại sức mạnh cho con người. Ở đây ta bắt khi mà nói về cái thông điệp, cái bài học, cái ý nghĩa thì là hướng đến con người của chúng ta rồi. Và vì thế cho nên hoàn toàn ta có thể nói đến con người. Tình yêu thương có thể đem đến sức mạnh cho con người. Nhá. Mà câu này đừng nghĩ rằng nó là đương nhiên Bởi vì có một nhà triết học một triết gia đã đưa ra một cái quan niệm mà cái quan niệm này đã được thể hiện đã được nam cao nhắc lại trong chuyện ngắn đời thừa của ông phải biết ác phải biết tàn nhẫn để trở nên mạnh mẽ như vậy là cái quan niệm của triết gia ấy lại là gì đó là tàn nhẫn đem đến sức mạnh còn ở đây câu chuyện của tốt Ghê nhé chúng ta lại có một cái quan niệm khác một thông điệp khác tình yêu thương đem đến sức mạnh vậy là cô đã giúp các em trả lời ừ, xong bốn câu hỏi của phần đọc hiểu và bây giờ từ cái phần đọc hiểu ấy chúng ta sẽ sang đến phần thứ hai à, đó là phần làm văn và đầu tiên đó là cái câu nghị luận xã hội với cái nội dung liên quan chặt chẽ tới cái phần đọc hiểu này chúng ta sang phần thứ hai chúng ta sang phần thứ hai là phần làm văn và trong phần làm văn với hai câu hỏi À, quỹ điểm là 7 điểm thì câu hỏi thứ nhất là nghị luận xã hội 2 điểm và thứ hai là nghị luận văn học 5 điểm. Chúng ta đi vào câu thứ nhất, câu nghị luận xã hội. Một câu nghị luận xã hội mà chúng ta thấy rằng cái cấu trúc của nó nó có mối quan hệ chặt chẽ hữu cơ với phần ngữ liệu đọc hiểu. Đó là đoạn trích con sẻ của nhà văn Ivan Turgenev mà chúng ta vừa mới tìm hiểu trong đọc hiểu ở phần trên. Và bây giờ một cái nội dung cần bàn luận đó là làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng quan sát yêu cầu của đề. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về đề tài làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Đây chính là cái đề tài yêu cầu chúng ta bàn luận. Thế thì chúng ta thấy rằng là sự mạnh mẽ là vấn đề. Nhưng mà nếu như là một bài văn thì hoàn toàn có thể có một cái đề đó là hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh chị về sự mạnh mẽ. Thì đấy là trọn vẹn một vấn đề về sự mạnh mẽ. Nhưng ở đây là một đoạn văn. Một đoạn văn với một yêu cầu đó là về dung lượng là khoảng 200 chữ. Về nội dung là nghị luận về một vấn đề. Và vấn đề ở đây nó nằm trong mấy chữ này làm thế nào? Và cái làm thế nào ở đây chính là một trong những khía cạnh của vấn đề nghị luận, đó là ví dụ như trong một vấn đề nghị luận hoàn chỉnh thì phải trình bày về khái niệm, về biểu hiện, về giải pháp, về nguyên nhân, về À, ý nghĩa vân vân. Thì ở đây chính là vấn đề về giải pháp ừ, nhé. Giải pháp để trở nên mạnh mẽ, phương cách để trở nên mạnh mẽ, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Như vậy là cô đã giúp các em xác định được cái yêu cầu của đề. Thứ nhất về hình thức, đó là ta viết một đoạn văn. Ừ, tất nhiên sẽ là một cái đoạn văn uh, câu đầu chúng ta viết lùi vào một chữ ừ, viết hoa và không có chấm xuống dòng ừ, nhé toàn bộ đoạn văn ấy nằm giữa hai lần chấm xuống dòng và khoảng có dung lượng khoảng 200 chữ, nội dung đó là nghị luận về một bình diện của vấn đề mạnh mẽ, đó là giải pháp làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Chúng ta đã xác định xong yêu cầu của đề. Và bây giờ cô cùng các em đi vào và tìm hiểu cái uh, hướng triển khai của yêu cầu đề này. <laughs> chúng ta đi ở phần thứ nhất, phần A, đó là mở đoạn. Trong phần mở đoạn thì chúng ta phải giới thiệu ngắn gọn và trọn vẹn vấn đề nghị luận. Các em có thể có rất nhiều cái cách mở đoạn khác nhau và cô gợi ý một cái cách mở đoạn là chúng ta đi trực tiếp luôn vào vấn đề. Ví dụ, để có thể sống tốt, có thể sống được bình yên, con người có cần có rất nhiều phẩm chất và một trong phẩm chất không thể thiếu đó là sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ? Hỏi chấm. Như vậy đây là một cái cách mở đoạn rất ngắn gọn và trực tiếp và thậm chí là đặt luôn vấn đề để sau đó chúng ta từ cái câu thứ hai sau câu thứ nhất là câu mở đoạn từ câu thứ hai ta bắt đầu triển khai các ý của thân đoạn nhé bây giờ ta sang phần thứ hai b thân đoạn phần b là thân đoạn thì trong phần thân đoạn này thì cô nghĩ rằng là các em sẽ phải đề cập đến hai vấn đề hai cái cái ý cơ bản <laughs> Khi mà yêu cầu của mỗi một đề để viết một câu nghị luận xã hội, một cái đoạn văn nghị luận xã hội thì người ta chỉ yêu cầu chúng ta viết về một khía cạnh của vấn đề. Ví dụ, ở đây chính là giải pháp để mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù là người ta yêu cầu chúng ta luận về ý nghĩa, về hiệu quả, hậu quả hay là giải pháp hay nguyên nhân hay là bài học, vân vân, thì chúng ta cũng phải biết là ta đang nói về cái vấn đề gì nó là cái gì đã vậy thì ta phải đi qua một cái hàng rào ngôn ngữ đầu tiên đó là giải thích khái niệm đã ừ, mạnh mẽ là gì thì ta mới đề cập đến là thế thì làm thế nào để có được nó để trở nên mạnh mẽ ừ, nhé cho nên trước hết sẽ là giải thích khái niệm giải thích khái niệm và cái khái niệm quan trọng nhất tất nhiên khái niệm trung tâm cơ bản chủ yếu đó là sự mạnh mẽ mạnh mẽ là gì ở đây cái sự mạnh mẽ nó có nó là cái khả năng tác động của con người hoặc là chống đỡ của con người ở đây chúng ta có thể thấy rằng mạnh mẽ tức là một con người có sự mạnh mẽ là con người có khả năng cho nên nó là khả năng hoặc là tác động Ví dụ như con chó săn nó có cái mạnh mẽ Nó có khả năng uy hiếp tác động và thậm chí săn mồi Nhưng ngược lại con chim sẻ thì lại cũng có một cái khả năng Nhưng không phải là khả năng tác động theo cái cách như là con sẻ già như là con con chó săn mà là khả năng chống đỡ hoặc là khả năng tác động hoặc là khả năng chống đỡ với cái gì tất nhiên với những đối tượng ở bên ngoài Nhưng mà có những cái sự chống đỡ rất yếu ớt, có những sự tác động cũng rất yếu ớt thì không thể coi là mạnh mẽ. Cho nên sự mạnh mẽ là khả năng tác động hoặc chống đỡ hướng tới những đối tượng bên ngoài ở mức độ cao. Ở mức độ cao. Còn có thể có hiệu quả hay không có hiệu quả, đấy lại là tùy theo từng tình huống. Tuy nhiên, ở cái mức độ cao nhất có thể thì đấy chính là sự mạnh mẽ. Như vậy, chốt lại này, mạnh mẽ là gì? Là khả năng tác động vào đối tượng bên ngoài hoặc chống đỡ với đối tượng bên ngoài ở mức độ cao. Nhá, thì đấy là sự mạnh mẽ. Thế thì bây giờ, sau khi ta giải thích xong khái niệm rồi, ta mới đi vào vấn đề cơ bản nhất, đó là giải pháp. Để con người có thể trở nên mạnh mẽ. Thế thì ở đây, mọi giải pháp ở trên đời này nó đều xuất phát đầu tiên là từ cái ý thức của chúng ta đã để mà làm được một cái gì đó thì ta vấn đề quan trọng đầu tiên là ta có muốn làm hay không đã ta phải có ý thức về nó và bây giờ trong cái phần ý thức ấy thì ta nên có những cái ý thức như thế nào đầu tiên là chúng ta đi vào có mấy ý và cô gợi ý như sau để có thể để trở nên mạnh mẽ thật ra con người không phải bởi vì chúng ta luôn luôn nhớ nhé bản năng của con người đó là tự bảo vệ cho sự an toàn của mình mà đối lập với sự an toàn ấy luôn luôn là những cái đe dọa từ bên ngoài khiến cho ta nhiều khi tức là cái bản năng ấy khiến cho ta sợ hãi và cái minh chứng đó là con sẻ già run lên vì sợ hãi ở trong cái phần ngữ liệu đọc hiểu ta đã biết rồi vì thế cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng cái mà đối lập với sự mạnh mẽ đó là yếu đuối mà nguyên nhân của sự yếu đuối là sự sợ hãi vậy ta phải xác định thế. cái gì làm cho ta sợ hãi chưa trong cuộc sống ta ta sợ hãi những cái gì đấy. thế sau khi ta xác định được những cái sợ hãi rồi ta phải muốn để mạnh mẽ thì ta không sợ hãi ừ. ta mới có thể thoát khỏi cái yếu đuối được thế nhưng bây giờ ta phải xem ra là mình sợ cái gì đã chứ rồi mình mới có thể phân loại tính xem xem là vậy có đáng để sợ không hoặc làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi sợ ấy khi ta thoát khỏi nỗi sợ ta giải phóng khỏi nỗi sợ ta sẽ mạnh mẽ thôi đấy là một con đường rất là đơn giản nhớ tuy nhiên con đường đi thì ta nhìn thấy nhưng vấn đề là ta có thực hiện được nó hay không lại là chuyện khác nhưng vấn đề đầu tiên ta vẫn phải đầu tiên là ta phải ý thức được ý thức được những điều khiến con người hay ta có thể nói luôn cái chữ ta ở đây những điều gì ở trong cuộc sống khiến cho ta có thể sợ hãi và chính sợ hãi khiến cho ta trở nên yếu đuối chúng ta hãy thống kê thử ra trong cuộc sống có những điều gì có những tác động nào mà khiến cho ta có thể sợ hãi để dẫn đến yếu đuối để mất đi cái sức mạnh của mình mất đi sự mạnh mẽ của mình thế thì cô gợi ý này chúng ta có thể có rất nhiều nhiều rất nhiều cái tác động rất nhiều sự đe dọa khiến cho ta có thể sợ hãi và sau khi ta xác định được rồi thì ta lại tiếp xem ta phân loại những cái sự sợ hãi ấy xem xem là cái gì đáng để sợ cái gì không đáng để sợ nhé thế thì thứ nhất Chúng ta có thể hình dung ra những cái điều mà khiến cho ta có thể sợ hãi đó là những cái sự tác động mà đe dọa sự an toàn của mình hoặc là những người xung quanh mình nhiều khi chúng ta thấy rằng là một cái tác động tác động đến ừ, làm hại những người xung quanh mình nhưng mà lại khiến cho mình sợ chứ không phải là khi tác động đến mình mình mới sợ đâu cho nên thứ nhất là những cái sức mạnh bên ngoài đe dọa sự an toàn của mình và những người xung quanh nhất là những người thân của mình đây là cái thứ nhất khiến cho ta sợ ừ. có khi đó là cái sự sợ hãi đó là khi mà chúng ta ừ, con người không phải chỉ có duy nhất thân thể để mà phải cần sự an toàn mà nhiều khi chúng ta còn có những cái quyền lợi những quyền lợi từ tinh thần đến vật chất ừ. cho nên nhiều khi là cái đe dọa ừ, tước đoạt những lợi ích của chúng ta đây cũng là một cái thứ hai khiến cho con người thường sợ hãi bởi vì vụ lợi vị lợi cũng là một trong những cái ý muốn bản năng của con người người ta thường hay là muốn có một cái gì đấy có lợi đừng đừng hiểu đơn giản là vụ lợi ở đây là cái thói xấu nó là một cái đặc tính mang tính bản năng nhé con người ta ví dụ như là muốn cho cuộc sống tốt đẹp hơn Đấy cũng là một cái mà chúng ta hướng về cái lợi ích của chúng ta Tuy nhiên đó là cái lợi ích chính đáng thôi ừ, nhá. Cho nên khi mà đe dọa bị tước đoạt cái quyền lợi của mình Cái lợi ích của mình Lợi ích ấy có thể là vật chất hay tinh thần Cũng là một nguyên nhân khiến cho ta sợ hãi Và cái thứ ba Đó là đe dọa ừ, Một cái đe dọa nữa là đe dọa ừ, Bị tổn thương tức là có khi những cái đe dọa ấy khiến cho chúng ta cảm thấy là bị tổn thương hoặc là về danh dự hoặc là về phẩm giá cái lớn hơn đó là thậm chí là phẩm giá như vậy ở đây cái thứ ba hoặc là sự an toàn an toàn này hướng về thân thể phần lớn là về thân thể thứ hai là về lợi ích ừ, những quyền lợi của chúng ta thứ ba là danh dự phẩm giá của chúng ta ừ, đấy có thể còn rất nhiều cái cái nguyên nhân của cái tác động đến ở bên ngoài tác động đến khiến cho ta sợ hãi nữa, khiến cho ta sợ hãi mà yếu đuối nữa, nhưng cô quy về chủ yếu về ba cái biểu hiện này ừ, nhá. Như vậy là những sự đe dọa có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của mình, có thể ảnh hưởng tước đoạt cái lợi ích của mình, có thể làm tổn thương danh dự, xúc phạm phẩm giá của mình, vân vân. Đấy là những điều mà khiến cho con người thường sợ hãi Và khi sợ hãi thì đương nhiên là con người ta Hầu như nhiều khi là mất đi Cái sức mạnh của mình Đấy. Như vậy đầu tiên Chúng ta phải làm một cái việc giống như Ta kiểm kê lại Ta xem xem ý thức Xem xem là mình sợ cái gì Sau đó Chúng ta sẽ lại bắt đầu phân loại Suy nghĩ tiếp về những điều mà ta, Nó làm cho chúng ta sợ hãi Bây giờ ta suy nghĩ tiếp Xem xem là trong tất cả những cái mà có thể đe dọa bị tước đoạt, bị tổn thương, bị xúc phạm, thì có điều gì nó thiêng liêng nhất với mình, mình phải bảo vệ bằng mọi giá và có những điều gì thực ra không thuộc về mình một cách chính đáng nhé. Như vậy ở đây một cái thứ hai vẫn là cái ý thức. Bây giờ cái ý thức này là trong tất cả những điều đó những cái điều đe dọa thế sau khi chúng ta đã ý thức được trong cuộc sống chúng ta sợ cái gì những điều gì khiến cho ta sợ hãi để ta bị trở thành yếu đuối ta trở nên yếu đuối thì sau đó ta tiếp tục phân loại những cái điều đó vẫn là một cái ý thức nhưng ý thức về cái gì ừ, là trong những điều đe dọa bị hủy hoại hay là bị tước đoạt ấy cái này là ta đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ rất kỹ rất cẩn trọng và rất khó khăn đấy ừ. bởi vì bản năng của con người vẫn là cái vụ lợi vẫn là cái là ví dụ như là đạo Phật thường hay đề cập đến mấy chữ này tham sân si thì cái chữ đầu tiên nó nó gây nó là cái nguồn cơn cho mọi cái nỗi đau khổ con người chính là chữ tham. Cho nên là con người thường là muốn có tất cả, muốn giữ tất cả và không muốn mất bất kỳ một điều gì. Cho nên cái ý thức thứ hai này rất quan trọng. Đó là ta phải lựa chọn, không có cách nào khác cả con người không thể ôm giữ tất cả được. Và ta không thể đủ sức mạnh để ôm giữ và nhiều khi cái ôm giữ ấy nhiều khi nó không chính đáng nữa. À, cho nên ở đây chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, thật tỉnh táo để thấy rằng trong những điều mà cuộc sống có thể đe dọa hủy hoại, có thể xúc phạm, có thể tổn thương, có thể tước đoạt của ta, thì những điều gì là những cái thiêng liêng, quý giá nhất mà chúng ta rất khoát phải bảo vệ và những điều gì thực ra không thuộc về mình. những điều gì là thuộc về mình và lại thiêng liêng quý giá nhất với mình thì có lẽ đó chính là những cái điều đó là danh dự, là phẩm giá, là sự an toàn của những người thân yêu của mình và của mình nữa theo một cách chính đáng nhất. Thế rồi kể cả lợi ích, những lợi ích mà đáng ra là phải thuộc về mình hoàn toàn xứng đáng của mình mà nếu như bị tước đoạt thì nó không chỉ là sự tước đoạt về lợi ích mà nó là danh dự nữa rồi nhưng trong đó lại có những cái mà không thuộc về mình chúng ta có thể đạt được một cái điều gì đó bằng một con đường nào đó khuất tất một con đường nào đó không xứng đáng không chính đáng vậy thì bây giờ trước cái nguy cơ bị vạch mặt trước cái nguy cơ bị xóa bỏ bị tước đoạt trở lại thì chúng ta thấy rằng là thật ra nó có phải thuộc về ta đâu cho nên vậy thì ở đây ta phải xác định rõ cái gì rất khoát ta phải bảo vệ bằng mọi giá. Vì nó thiêng liêng, nó quý giá và nó xứng đáng thuộc về mình. Cái gì thực ra không thuộc về mình một cách chính đáng. Thế sau khi ta đã phân loại rồi, thì sau khi đã phân loại, thì chúng ta sẽ quyết định cái cách ứng xử phù hợp. Như vậy, sau tất cả những cái ý thức này, thì chúng ta sẽ quyết định cách ứng xử phù hợp nhất. Và chính cách ứng xử phù hợp này sẽ cho ta cái sức mạnh, cho ta sự mạnh mẽ một cách chính đáng nhất, một cách xứng đáng nhất, một cách đích thực. Thế thì ở đây nói thì dễ nhưng làm rất khó. Vậy thì ta sẽ có cái cách ứng xử như thế nào để có thể trở nên mạnh mẽ được? Chúng ta thấy rằng là ở đây cô đưa ra một vài cái ví dụ. Ví dụ chúng ta phải cần có đủ tình yêu đủ tình yêu để bảo vệ những người thân yêu của mình những người mà chúng ta trân quý những người mà chúng ta cần phải bảo vệ ví dụ như con chim sẻ già nó bằng mọi giá nó bất chấp nguy hiểm bởi vì nó đủ tình yêu thừa tình yêu để bảo vệ đứa con thân yêu của nó cho nên nó mạnh mẽ chứ nó không hề có một chút sức mạnh thể lực nào hết. Đấy. cho nên khi đã chọn cách ứng xử phù hợp rồi, thì chúng ta phải lựa chọn, chúng ta phải quyết định. cái lựa chọn ấy khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. khi ấy chúng ta có đủ tình yêu để bảo vệ những gì thân yêu nhất. thứ hai, chúng ta đủ tự trọng để cũng là để bảo vệ cái phẩm giá của mình, cái danh dự của mình và những quyền lợi xứng đáng thuộc về mình đấy là cái thứ hai như vậy ta đủ tình yêu ta đủ lòng tự trọng ở đây trong cái ý thứ hai đó là khi mà ta ý thức được có những điều thật ra ta rất mong muốn có nó khao khát có nó bằng mọi cách có nó thậm chí bằng những cách không chính đáng để có nó thì thật ra khi ta đạt được rồi nó vẫn không thuộc về mình và cả cuộc đời chúng ta ta vẫn cứ ôm giữ những cái rất trông tranh và bất cứ lúc nào cũng có thể tuột khỏi tay mình. Thế thì chính cái cảm giác ấy khiến cho ta sợ hãi, chính sự sợ hãi khiến cho ta yếu đuối. Cho nên khi đã xác định cái gì không thuộc về mình, chúng ta nên có một cách ứng xử, đó là biết buông bỏ. Như vậy sự mạnh mẽ không phải chỉ để bảo vệ, để ôm giữ, mà sự mạnh mẽ còn thể hiện trong cái sự biết buông bỏ biết buông bỏ những cái không thuộc về mình và khi chúng ta đã buông bỏ những cái không thuộc về mình và như vậy khi chúng ta đã tỉnh táo đã mạnh mẽ đã dũng cảm buông bỏ những gì không thuộc về mình chúng ta sẽ mạnh vô cùng bởi vì sao à, lúc ấy chúng ta có thể bình thản có thể thanh thản để bảo vệ nhân cách của mình phẩm giá của mình danh dự của mình giá trị của mình mà không sợ bất kỳ một cái lời đe dọa nào một cái sự đe dọa nào từ bên ngoài nữa thường chúng ta hay bị đe dọa bởi ta ôm giữ những cái không thuộc về ta khi chúng ta buông bỏ những cái không thuộc về ta ấy ta sẽ bình thản và ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết thế thì đây cũng chính là những giải pháp tuy nhiên những giải pháp này không hề dễ đủ tình yêu đủ lòng tự trọng để bảo vệ mình và những người thân yêu của mình những cái thiêng liêng quý giá mà mình không thể cho phép ai hủy hoại xúc phạm ừ, hay tước đoạt nhưng còn cần phải biết buông bỏ để chúng ta không bao giờ bị khống chế bởi những cái sức mạnh tàn bạo những cái sức mạnh phi nhân tính từ bên ngoài lúc ấy chúng ta sẽ mạnh mẽ như vậy là cô đã gợi ý cho các em những cái giải pháp cơ bản để chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ cái giải pháp ấy đó là mạnh mẽ nó ngược lại với yếu đuối ta phải xác định cái gì khiến ta yếu đuối đó là nỗi sợ hãi nhưng con người thường sợ hãi cái gì cô đã gợi ý những cái điểm có thể coi là điểm yếu mà con người có thể sợ hãi sau đó chúng ta lại phải tiếp tục phân loại trong những cái mà ta sợ mất ấy sợ bị hủy hoại sợ bị tước đoạt ấy sợ bị xúc phạm ấy cái gì là cái ta không cho phép ai xúc phạm nếu vậy ta cần phải đủ tình yêu và lòng tự trọng để bảo vệ những cái đó nhưng ngược lại có những cái không thuộc về ta cần phải buông bỏ lúc ấy ta sẽ không sợ một cái thế lực một cái sự đe dọa nào từ bên ngoài để bảo vệ ôm giữ những cái không thuộc về ta nữa như vậy đó là cái nội dung cơ bản trong phần thân đoạn và đáp ứng đúng cái yêu cầu của đề đó là làm thế nào để trở nên mạnh mẽ tức là giải pháp để con người mạnh mẽ thứ ba c kết đoạn phần kết đoạn này em chỉ cần nói một câu rất ngắn gọn có thể về cái bài học cho chính bản thân mình thì em có thể lấy bất kỳ một câu nói nào mà nó có thể phù hợp với cái cái nội dung của vấn đề đó là cái con đường để trở nên mạnh mẽ cái giải pháp để trở nên mạnh mẽ ví dụ tình yêu thương và lòng tự trọng đó chính là những yếu tố giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hoặc là ta có thể lấy một câu hát, có thể lấy một ca từ, có thể lấy một trợ, một cái danh ngôn hay châm ngôn nào đó để khẳng định cái con đường để trở nên chúng ta trở nên mạnh mẽ. Nhá. Bây giờ chúng ta dừng lại ở cái câu nghị đoạn xã hội này và một lần nữa cô muốn nhắc lại với các em đó là chúng ta luôn luôn phải xác định được đúng và làm đúng cái yêu cầu cả về hình thức và cả về nội dung rất tỉnh táo trước những nội dung nghị luận để không xa đà không biến một đoạn văn thành một bài văn thu nhỏ không cho vào đó tất cả mọi cái nội dung để bàn luận ví dụ ở đây ta không bàn luận về sự mạnh mẽ ta chỉ bàn luận duy nhất về vấn đề làm thế nào để trở nên mạnh mẽ tức là vấn đề giải pháp như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong à, hai câu trong cái phần thứ nhất của đề đó là phần đọc hiểu và phần nghị luận xã hội chúng ta sẽ chuẩn bị sang phần mới đó là phần nghị luận văn học